Hello mọi người, thì hôm nay là số podcast audio số 14 rồi Vân ha. Thì mình là Vũ Apuccino, cũng như đây là bạn Lê Huỳnh Vân đến từ bên kinh tế. Thì tuần này á, tụi mình sẽ nói chủ yếu là về cái tai nghe, những cái tai nghe chống ồn chủ động. Như ở trên bàn hôm nay thì khá nhiều mẫu tai nghe chống ồn chủ động ha. Mà nổi bật nhất chắc của Sony thì ai cũng biết rồi. Có nhiều bạn vẫn đặt ra những câu hỏi về những tai nghe chủ động, ví dụ như nó hoạt động thế nào, nó khác nhau với các âm như thế nào. Thì bây giờ trong số này tụi mình sẽ trả lời cụ thể luôn nha. Mời các bạn xem video nhé. Nói về chống ồn chủ động thì dạo gần đây cái giống như là một cái thuật ngữ khá là phổ biến và nhiều người nhắc tới, không chỉ ở trên những chiếc headphone như thế này mà trên những cái chiếc tai nghe như là True wireless thì người ta cũng nhắc tới cái việc là chống ồn chủ động. Như vậy thì mình cần phải làm rõ chống ồn chủ động là gì ở trên tai nghe. Thực sự chống ồn chủ động á, nó là một cái, đầu tiên các bạn có tưởng tượng nha, nó sẽ có thường là chỉ cần một cái mic hoặc là có thể chống ồn chủ động rồi, tức là cái micro đó sẽ thu âm thanh những tiếng ồn từ bên ngoài vào và sau đó sẽ qua một bộ xử lý kỹ thuật số, nó tạo ra cái white noise hay là những cái tiếng mà tần số giống hệt với tiếng ồn luôn, tuy nhiên nó ngược pha lại, bởi vì khi mà ngược pha cộng hưởng lại với nhau, đúng rồi. Và không chỉ hiện tại thì không chỉ là chỉ có một microphone thu ở bên ngoài không, mà đa số những hãng lớn hiện nay, ví dụ như Sony hoặc là như AirPods Pro á, thì nó sẽ có hai cái microphone, một cái ở bên ngoài và một cái ở bên trong cái ống tai mình nữa. Tức là nó sẽ thu vừa cả bên ngoài vừa cả bên trong luôn. Tức là nó sẽ dùng giống như là nó sẽ thu âm thanh giống với tần số của cái âm thanh ở bên ngoài để nó triệt tiêu lại, để khi mà chúng ta đeo vào có những cái âm thanh tiếng ồn bên ngoài thì chúng ta cũng sẽ hạn chế bị nghe thấy. Như vậy thì em thấy nó rất là tiện lợi với những người mà cần cái độ tập trung á, nhất là vào những cái mùa dịch như thế này nè. Người thường sẽ làm việc ở nhà nhiều hơn, nhưng mà ở nhà thì đôi khi không tránh khỏi những tiếng ồn, ví dụ như là nhà nào mà có con nít á thì con cái của ấy khóc rồi la làng la xóm tùm lum, hoặc là những nhà ở mặt tiền á thì sẽ tiếng xe cộ. Thì tai nghe chống ồn chủ động nó là một cái thiết bị gần như là sẽ hữu ích cho mọi người. Nhưng mà nói đến tiếng ồn thì cái những cái tiếng ồn của động cơ, những tiếng ồn xe máy á, thì tai nghe chống ồn chủ động sẽ làm thường rất hiệu quả lắm và nó lọc rất là tốt. Tuy nhiên những cái tiếng, ví dụ như những tiếng trẻ em khóc, hoặc là những tiếng còi xe lớn, hoặc là những tiếng người nói chuyện, thì rất nhiều tai nghe họ không có lọc cái chuyện đó được, hoặc là nó khá, cái khả năng lọc ồn nó khá là hạn chế, ở đặc biệt ở tần số cao và tần số trung. Thì thường cái này á, đó là do đảm bảo an toàn. Nên là có nhiều bạn đeo tai nghe in-ear chống ồn và vẫn kêu là ủa sao mình vẫn nghe thấy đứa bên kia nó nói chuyện. Đôi khi mình vẫn nghe, đứa bên kia nói chuyện thì nó chỉ ở cái mức độ tương đối thôi, chứ không thể nào mà dập tắt tất cả mọi âm thanh được. Đúng rồi. Em thấy lúc nãy khi mà anh có chia sẻ với em về tai nghe chống ồn chủ động, anh có nói tới cái gọi là cái bộ vi xử lý white noise. Thì cái đó nó như thế nào? White noise thực tế là các bạn có thể hiểu những cái âm thanh mà nó sẽ đè lên những cái tiếng ồn đó. Nói chung đây là cái hiện tượng mà mình có thể, các bạn có thể hiểu, nó là white noise. Đó là lý do mà tại sao nhiều bạn đeo tai nghe chống ồn lên mà các bạn nghe thấy tiếng e, hoặc là những thấy ù khó chịu á. Mà thậm chí anh có những người mà bạn mà khá là đặc biệt luôn, tức là họ đeo tai nghe chống ồn vào có khi họ buồn nôn, nó giống như cảm giác xe tàu xe đó. Mà bởi vì white noise nó sẽ ảnh hưởng không chỉ đến nó sẽ ảnh hưởng đến hệ thần kinh của bên trong tai á, nó sẽ gây cảm giác nó khá là khó chịu với một số người. Còn với nhiều người thì họ vẫn đeo tai nghe in ear chống ồn chủ động, ví dụ AirPods Pro, để đi ngủ cũng được, hay anh cũng ở nhà cũng đeo tai nghe chống ồn chủ động anh ngủ luôn. Như vậy thì khi mà đeo tai nghe nó xảy ra những cái tình trạng giống như vậy thì có phải nó là một cái nhược điểm của tai nghe chống ồn chủ động hay không? Đúng rồi, nó là nhược điểm, nhưng mà thường thường nó sẽ liên quan đến cơ địa nhiều hơn. Tức là chủ yếu có người bị, có người không bị, có người nhạy, có người không nhạy, nên anh nghĩ là sẽ tùy thuộc vào người. Với lại nếu mà thực sự tế thì những cái ưu điểm của tai nghe chống ồn chủ động nó vượt xa đi so với những cái nhược điểm của nó. Ví dụ như nha, khi mà em đặc biệt á, em nghe những tai nghe chống ồn chủ động, em sẽ thấy cái âm lượng của em sẽ mở nhỏ hơn thông thường, bởi vì lúc đó em không cần phải mở âm lượng quá lớn để nó át cái tiếng ồn bên ngoài nữa, thành ra nó bảo vệ được cái thính giác của mình, đúng rồi, thính lực của mình là một. Thứ hai nữa thì nó giúp mình tập trung, nó giúp mình bỏ qua những tiếng ồn xung quanh khi mình làm việc, hay thậm chí là những cái lúc mà em làm ở kinh tế em có thấy tiếng ồn, tiếng tạo năng kiếm cơ, tiếng mệt mỏi không đó. Những tiếng đó thì những tai nghe lọc ồn thì là khá tốt. Thì có một cái nữa thôi, đó là so với những tai nghe chống ồn chủ động với những tai nghe không có chống ồn chủ động á, thì mức giá nó sẽ chênh lệch nhau khá là nhiều. Ví dụ như nó sẽ chênh nhau, ví dụ như True Wireless thì nó sẽ chênh nhau khoảng cỡ 3 triệu, hoặc là những con tai nghe chống ồn full size đi thì nó cũng chênh từ 5 triệu trở lên thì nó có chống ồn chủ động. Thì đa số nó nằm ở đó, thì nó vẫn khá tương đối mắc so với nhiều người. Tức là em nghĩ là sau này khi mà cái chống ồn chủ động nó trở nên phổ biến hơn thì cái mức giá thành của nó sẽ giảm đi nhiều hơn. Đúng rồi.
Ví dụ như cái con rẻ nhất hiện tại thì ví dụ như của Bamboo thì nó khoảng có 2.8 triệu, con True Wireless là có chấm 1. Trước đây em thấy hình như là Sony là hãng tiên phong đầu tiên trong cái việc gọi là chấm 1 tự động đúng không? Nhưng mà sau này thì nhiều hãng khác nhau họ cũng đã bắt đầu làm cái việc chấm 1 tự động trên tai nghe của mình rồi. Thì cái mức giá em nghĩ chắc tầm 1-2 năm nữa nó sẽ ổn định hơn so với thời điểm hiện tại. Đặc biệt là khi chẳng hạn Trung Quốc như Xiaomi là rồi. À, có một cái nữa đó chính là cái việc chống ồn và cách âm á. Giống như tai nghe mà có cái định nghĩa gọi là tai nghe cách âm đúng không? Đúng rồi, tai nghe cách âm thụ động. Đặc biệt là như cái việc cách âm thụ động á, nó giống như cái việc mà em có bao giờ đi máy bay mà người ta phát mấy cục ông gòn nhỏ nhỏ đeo bị trong tai không? Thì đó là một cách cách âm thụ động, hoặc là những cái tai nghe để bảo vệ thính lực. Ở đặc biệt là những cái nghệ sĩ nhạc công này, nhạc trưởng hoặc là những người on stage, những người biểu diễn á, thì họ sẽ có một cái ekip rất là đặc biệt và họ sẽ cách âm thụ động cái đó, tức họ đeo trực tiếp vào này là một nè. Tức là nó cũng sẽ giảm cái tiếng ồn của môi trường xung quanh để mình có thể tập trung vào cái việc nghe cái điều mình muốn nghe. Đúng nhưng rồi. Mà nó sẽ hoạt động theo hai cách khác nhau giữa cái cách âm và chống ồn chủ động đúng không? Đúng rồi. Với lại thứ hai nữa là đa số những cái tai nghe in-ear hiện tại trên thị trường, những cái tai nghe nhét tai thì nó đã có cách âm chủ động rồi. Thành ra đó là lý do mà tại sao nhiều bạn đeo in-ear vô mà mình nói người ta không nghe gì hết. Đó là như vậy luôn. Cái đó là cách âm chủ động chứ không phải là chống ồn chủ động. Cách âm thụ động. Cách âm thụ động. Nó là thụ động. Cách âm thụ động và chống ồn chủ động. Chống ồn chủ động á thì nó cái từ chủ động của nó thì nó sẽ liên quan đến cái bộ xử lý chủ động để xử lý cái tiếng ồn đó. Nó sẽ xử lý trên miền kỹ thuật số. Như mình nói đó, white noise hoặc là những tần số ngược lại so với là âm thanh bên ngoài. Và nói nãy giờ rồi thì trong bài trong tinh tế thì anh có viết một cái bài về top 5 cái tai nghe chống ồn chủ động rồi, thì mọi người có thể tham khảo qua. Thì ví dụ như ở trên bàn mình đây thì đầu tiên mình có con Sony, con này là con đời trước là con DHX-M3, thì bây giờ ra M4 rồi. M4 thì chống ồn còn tốt hơn con này nữa. Rồi có con của Sennheiser thì mình không có sẵn ở đây, thì ở trên đây là cũng có một con cũng khá là quen thuộc của Bose thì từ hồi là Crystal 352, một con rất là nổi tiếng ha. Rồi đến lượt con này là con nào sao 700. Mà em phải nhắc lại anh một xíu là cái con phô này, cái thiết kế của nó đẹp quá. Nó đẹp, nó dễ thương mà nó có màu dễ hồng nữa. Ờ, tức là sẽ rất là phù hợp với những bạn nữ luôn á. Ừ, nó đeo khá là nhỏ mà nó gọn. Còn con này là một con mình nghĩ rất là hầm hố. Cái tên của nó là Club One, nhìn nó cũng rất là hầm hố và chắc chắn luôn. Nói chung những con này thì các bạn có thể đọc thêm trên ở trên audio tinh tế. Và sắp tới mình cũng sẽ ra một bài nữa, đó là những cái tai nghe True Wireless chống ồn tự động tốt nhất hiện nay. Bởi vì xét ra bây giờ True Wireless đã có chống ồn rất nhiều rồi. Đó thì vừa rồi là những nội dung mà tụi mình muốn chia sẻ với các bạn về chống ồn chủ động trên những chiếc tai nghe. Video thì tụi mình xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn hãy nhớ like, share, subscribe kênh YouTube của Audio Tinh Tế nhé. Chào mọi người. Và nhớ đăng ký của Spotify để nghe podcast của Vân đúng không ta? Đúng rồi. Yeah, yeah. Bye.